Chào các bạn, đây là cái thùng gắn cho xe SH mà mình mới mua được nên mình làm review cho các bạn xem để các bạn biết các bạn đi mua cái thùng giống của mình nếu mà các bạn có nhu cầu ha. Cứng ngắc à, khi mình gắn vô cứng ngắc à. Mấy anh mà chạy gắn vô chạy thử 100-120 cây số giờ nó cũng cứng ngắc, nó không có xi nhê gì đâu, liền thành một khối. Thì khi mua thùng này nè thì gắn trực tiếp vào cái baga của xe SH luôn, không cần phải gắn thêm cái baga ngoài đâu đó, nó là nó sản xuất cho cái SH cho nên là nó có, nó đi chung bộ của nó luôn, tiện với nó đẹp quá, đẹp quá ha. Mình tính mua là tính mua GV rồi đấy chứ, nghiên cứu hết rồi đó, xong rồi ra ngoài chợ, chợ gì ta, chợ Tân Thành á, cái cô bà bán hàng này này, cô bán cho mình cái cũ mà cô bảo 1.9 triệu, mình bảo thôi 1.9 triệu thôi để mua GV, mua mới tinh cho rồi. Cái mình về mình tìm trên mạng mình thấy à, cái mới tinh mà có 1.5 triệu cộng ship nữa là 1.6 triệu, quá rẻ không, quá rẻ. Thì anh đó anh bảo đây là cái hàng chính hãng luôn, thì anh nói sao mình biết vậy, nhưng mà mình thấy là cái mọi thứ đều là đẹp, mọi thứ đều nhìn chỉn chu tươm tất, chắc là chính hãng thiệt. Nó có cái tựa lưng luôn nha các bạn, ai ngồi sau để tựa lưng rồi đúng cái mẫu của nó thì mình vẫn mở cốp được đó nha, không cần phải bỏ thùng ra nha. Rồi bây giờ mình thao tác cho các bạn xem, gỡ ra một phát một luôn, cực kỳ nhanh. Rồi đẩy ra xong rồi đó, nhanh không đó, xong rồi. Bây giờ mình gài lại đây các bạn, đây bây giờ mình gắn vô này nha, gắn vô dễ lắm đó. Đó, mình cứ để như vậy, mình căng ngay chính giữa, mình kéo ngược ra đằng sau là nó khóa hàng kia lại đúng không. Tiếp theo mình vặn cái này lại nè, ý rồi. Rồi xong rồi đó, làm quen là làm mấy giây là xong rồi. Mình lần đầu tiên mình cầm nó hơi lâu tí nhưng mà làm quen là mấy giây là xong. Rồi bây giờ cái khóa này nhấc ra, rồi mình mở được cái nắp lên. Cái thùng này người ta nói là 35 lít thì bây giờ mình coi cái thùng nha. Mình bỏ cái laptop, cái Mac 13 inch này đó, bỏ vào mà dừng chỗ quá chừng, quá to luôn đấy. Đó, thôi bây giờ bỏ ra, bây giờ mình bỏ cái nón full face vô. Đây đây là cái lý do, đây mà chính là cái lý do mà mình đi mua cái thùng, bởi vì á, đi đâu á đội xong mình không có biết, chẳng lẽ cứ ôm bởi vì á, cái này móc vào xe không có được đúng không, cái nón này không thể móc vào xe không có chỗ nào, mà cũng sợ mất, cái nón cũng cỡ 6 triệu, sợ mất đó đấy, nên phải mua cái thùng để cất nó. Rồi vậy thì còn dư chỗ luôn, các bạn xem còn dư chỗ một nón thôi, với lại những cái nón nhỏ nhỏ mình có thể bỏ vô, chẳng hạn như là mình mà đi du lịch các mình để hai cái nón vô, rồi dư sức không, dư sức, nhiều khi là để đây luôn cũng được, à, không được không được đó. Rồi xong mình để áo mưa rồi các thứ linh tinh bỏ vô đấy, rồi bỏ cái nón ra. Rồi còn một thứ nữa mình cũng muốn bỏ vô thử, đó là cái ba lô. Thì cái ba lô này các bạn xem, cái ba lô mình đeo vô cho các bạn xem là thử, ướm thử kích thước này. Mình cũng biết cái ba lô này mấy lít nữa. Đó, cái ba lô cỡ này. Rồi bây giờ mình bỏ ở đâu? Thì ba lô có vẻ nó hơi dài hơn, thế nên là cái đoạn chóp ở trên này là các bạn đừng bỏ nhiều đồ quá, rồi các bạn nhét vô nó không vừa. Đó, rồi. Đó, thấy không? Tiện, quá tiện. Bây giờ mình có thể để thêm u chỗ này nữa. Ờ, ngon lành. Khóa lại là đi thôi, siêu tiện luôn. Rồi bây giờ ví dụ mình bỏ về, bỏ thêm cái nón bảo hiểm đó, như sức mình nhấn xuống là xong. Trời ơi, ta nói gì, xe này là ưng ý lắm. À, cũng nói thêm một chi tiết nha các bạn, người ta khuyến cáo là cái thùng này nó chứa cái sức nặng khoảng 3 đến 5 ký thôi, cho nên nếu mà cái hành lý của các bạn mà nó nặng hơn thì các bạn cũng phải xem, bởi vì đi nhiều rồi nó phải tải nặng á, thì cái ba ga của mình, cái chân của ba ga, cái con ốc nó bị gãy, nên là các bạn chú ý ha. Mình đây nó có cái tựa lưng hồi nãy nói chưa ta, chắc nói rồi. Nói chung là xe SH màu đen, mình mua cái thùng màu đen, có nhiều anh mua thùng cái màu bạc cũng thấy đẹp lắm, nhưng mà mình nghĩ thôi, xe màu đen mình mua thùng màu đen luôn đó. Mục đích của mình làm clip là để chia sẻ cho mọi người, bởi vì có những cái người họ quan tâm đến thùng nhưng mà họ chưa biết đến cái thùng SH, bởi vì ở Việt Nam trong mấy cái Honda Head người ta không có bán cái này,
tìm rất là khó, thậm chí là mình còn thấy mấy anh tìm đâu cả 6 tháng mới ra. Thì may quá mình tìm cái ra luôn, mình order có 3 ngày thì có. Các bạn cứ theo cái link mô tả ở dưới đó, các bạn click vô mua ủng hộ cho cái chủ shop ha, cái chủ shop ở Bình Dương mà anh làm, anh nhắn tin giữa thế dễ thương lắm ha. Rồi, xin chào các bạn, mai mốt mua đàn ủng hộ mình luôn nha.